Chào mừng quý vị quay trở lại với OB Đại Bàng. Trong quá trình hoạt động băng nhóm của Ba Tuấn thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên bất hảo để tham gia bảo kê cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Được biết, Ba Tuấn cũng là một thành viên trong gia tộc giang hồ Châu Phát Lai khét tiếng Sài Gòn. Để biết thông tin chi tiết về đại ca này, xin mời quý vị đón xem. Tiểu sử Ba Tuấn, đại ca khét tiếng chợ Bình Điền, thành viên gia tộc Châu Phát Lai. Ba Tuấn tên thật là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1978, ngụ quận 8. Được biết, Tuấn chính là cháu ruột của Châu Phát Lai em, Lai Anh, những chùm giang hồ khét tiếng Sài Gòn và là cánh tay phải của ông chùm Nam Cam. Đương nhiên, sinh ra trong một gia tộc giang hồ thì Ba Tuấn cũng lớn lên cùng với rất nhiều tệ nạn. Chính vì thế mà Tuấn cũng chọn lập nghiệp bằng con đường giang hồ như các chú các bác của mình. Gia tộc Châu Phát nổi tiếng với nghề bảo kê chợ. Đầu tiên là chợ đầu mối Cầu Ông Lãnh, sau này chợ Cầu Ông Lãnh chuyển sang chợ Bình Điền. Lúc đó Châu Phát Lai Em cũng bị bắt và chịu mức án cao nhất. Từ đây, con cháu của Lai Em chuyển về hoạt động ở chợ Bình Điền và là một thế lực mới dần dần hình thành tại đây. Đương nhiên, Ba Tuấn cũng là một trong số những người đó. Chợ đầu mối Bình Điền quận 8 là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Chợ đầu mối Bình Điền nằm ở đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, quận 8. Đây là chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, cung cấp các nông thủy hải sản cho tiểu thương buôn bán với quy mô diện tích chợ 65 ha, gồm 7 nhà lồng. Mỗi nhà lồng có diện tích từ 5.000m2 đến 20.000m2. Nơi đây người luôn tấp nập, đặc biệt là đông đúc vào lúc nửa đêm về sáng. Trung bình mỗi đêm chợ đầu mối Bình Điền thu hút hơn 30.000 người đến mua hàng, hơn 3.200 lượt xe tải và hàng nghìn lượt xe máy ô tô các loại. Bên cạnh đó, khu vực chợ đầu mối Bình Điền lại nằm ở vùng địa bàn giáp danh giữa quận 8 và huyện Bình Chánh, nên tình hình an ninh trật tự tại đây luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hết sức phức tạp. Đương nhiên, để giành quyền bảo kê cho vay tại chợ này không phải là chuyện đơn giản, bởi có rất nhiều thế lực giang hồ khác cạnh tranh. Chính vì thế, Ba Tuấn cũng phải tham gia vào rất nhiều phi vụ lấy số đầm chém để giành quyền hoạt động tại chợ này, để rồi sau đó trở thành một trong những người có máu mặt nhất. Được biết, tại chợ Bình Điền thì Ba Tuấn chuyên hoạt động trong lĩnh vực cho vay đối với các tiểu thương trong chợ. Tuấn cũng có mối quan hệ họ hàng với nhóm Châu Phát Tì, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em, đàn anh của Nam Cam, đã bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003. Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Nguyễn Văn Tuấn tách ra hoạt động riêng. Dưới vỏ bọc kinh doanh quán cà phê, Nguyễn Văn Tuấn hoạt động hết sức tinh vi, điều hành hoạt động cưỡng đoạt tài sản của người bán hàng rong ở bên ngoài khu vực chợ Bình Điền. Văn Tuấn sử dụng nhiều đàn em, trong đó đàn em thân cận là Nguyễn Văn Thương, 28 tuổi, và Nguyễn Trần Hạo Nam, 19 tuổi, con ruột của Nguyễn Văn Tuấn cùng ngụ quận 8. Thủ đoạn của băng nhóm này thường o ép tiểu thương, muốn yên ổn kinh doanh, buộc phải chọn nhóm bốc vác khuân hàng là đàn em tay chân thân tín do chúng bảo kê với mức giá cao hơn bình thường. Người nào chấp nhận sẽ được yên ổn làm ăn, ngược lại sẽ liên tục bị quấy nhiễu gây rối bằng nhiều cách khác nhau. Trong mua bán kinh doanh, việc thiếu tiền phải ứng vay mượn lẫn nhau vẫn thường diễn ra giữa các tiểu thương hoặc một số người trong chợ. Tuy nhiên có những trường hợp vay tiền nhưng đòi mãi không trả. Chủ nợ bức xúc tranh cãi có gây xô xát nhẹ với con nợ, liền bị nhóm bảo kê thị uy, chửi bới quậy phá liên tiếp, đến mức xáo trộn cả công việc. Để yên ổn, chủ nợ buộc phải gặp băng nhóm bảo kê xuống nước năn nỉ. Biết chủ nợ bị khuất phục, nhóm đối tượng buộc họ xóa hết nợ khoản vay, bồi thường tiền thuốc cho nạn nhân và đóng thêm tiền phạt. Theo đó, có không ít người đã bị nhóm bảo kê dùng thủ đoạn giả vờ giải cứu cưỡng đoạt ít thì vài chục triệu đồng, nhiều có khi vài trăm triệu đồng bởi những điều luật phi lý do chúng tự đặt ra. Có những trường hợp cho nhau vay mượn tiền cũng bị đánh giản mặt vì xâm lấn địa bàn trái phép nên cũng phải đóng phạt với số tiền không hề nhỏ. Thậm chí có người đang yên ổn làm ăn, bỗng dưng vướng tai ương vì tội dám lên mạng xã hội đăng đàn kể tội nhóm bảo kê. Bị cưỡng đoạt tài sản vô lý, nhiều người phẫn uất tính phản ứng nhưng khi tìm hiểu và biết rõ lai lịch của nhóm giang hồ thuộc hàng có số má nên đành cam chịu, ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận đóng tiền bảo kê cho chúng mà không dám tố cáo tới cơ quan công an. Tra tay vào còng. Dù các tiểu thương tại chợ Bình Điền không dám tố cáo, nhưng qua công tác quản lý nắm bắt tình hình địa bàn và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an TP.HCM và quận 8 phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động
tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền với phương thức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, nên chỉ đạo các đơn vị công an, địa phương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự tiến hành tìm hiểu xác minh. Nhiều bị hại do lo sợ các đối tượng trả thù nên lúc đầu không dám kể lại sự thật. Các thành viên tham gia băng nhóm đều là giang hồ cộm cán tại địa phương. Nhiều tiểu thương đơn vị vận chuyển hàng hóa bị cưỡng đoạt tiền trong thời gian dài, nhưng vì muốn yên ổn làm ăn nên không dám tố cáo chúng. Lực lượng trinh sát điều tra viên phải nhiều lần vận động thuyết phục người dân mới dám mạnh dạn đứng lên tố cáo, một cán bộ điều tra cho hay. Cuối cùng, ngày 1 tháng 9 năm 2023, đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan vụ án công an thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm cháu ruột của đàn em Nam Cam thu tiền bảo kê ở chợ Bình Điền, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm Dương Văn Thành, 25 tuổi và Danh Gòn, 27 tuổi để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Phát về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra vừa triệt phá thêm băng nhóm do Nguyễn Văn Tuấn, biệt danh Ba Tuấn cầm đầu. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xử lý người cầm đầu là Nguyễn Văn Tuấn và triệt phá toàn bộ băng nhóm. Qua đó đã truy xét, bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, di lý về thành phố Hồ Chí Minh để điều tra. Đến nay, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án 8 bị can là đàn em của Tuấn gồm Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu, Nguyễn Hoàng Đạt 16 tuổi, Nguyễn Hoàng Phúc 20 tuổi, Lê Minh Đô 20 tuổi, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Trần Hạo Nam, Vương Ngọc Hân và Đặng Thị Kiều để điều tra về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản. Kiểm tra quán cà phê của Tuấn, công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các động vật rừng như vượn đen má hùm, kỳ nhông, vẹt màu đỏ, vẹt xanh ngực vàng, rùa mai vàng. Kết quả giám định là động vật quý hiếm thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm. Quá trình đấu tranh triệt phá hai băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản nêu trên gặp rất nhiều khó khăn do nhóm chủ mưu cầm đầu đều là những người giang hồ có nhiều tiền án và kinh nghiệm đối phó với các lực lượng chức năng. Nhóm này thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên thành phần bất hảo để hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương, đơn vị vận chuyển hàng hóa tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền. Dù rất bức xúc, nhưng để yên thân buôn bán, nhiều tiểu thương đành chấp nhận đóng khoản tiền nêu trên cho nhóm này mà không dám tố cáo tới cơ quan công an. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị đã triệt phá thành công các băng nhóm này. Sau khi Ba Tuấn bị bắt, chia sẻ với phóng viên, các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền rất tin tưởng, phấn khởi sau khi cơ quan công an triệt phá băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản và họ mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục phát huy, giữ vững đảm bảo an ninh trật tự của chợ. Anh LH, một tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền chia sẻ, sau khi hai băng nhóm giang hồ bị triệt phá, tôi và các tiểu thương rất cảm ơn cơ quan công an, ban quản lý chợ Bình Điền và các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xử lý lập lại trật tự cho chợ. Tôi cũng mong Bình Điền sẽ duy trì được an ninh trật tự để tiểu thương không còn phải trăn trở, lo sợ này kia nữa. Cùng tâm trạng vui mừng, anh TM, một tiểu thương khác cũng bày tỏ, tôi và hàng trăm tiểu thương đã rất vui mừng phấn khởi khi chứng kiến và biết được cơ quan công an đã kiên quyết dẹp bỏ được các băng nhóm với nguy cơ gây rối, ép buộc, bảo kê luôn thường trực bấy lâu nay. Không phải tự nhiên mà các tiểu thương của khu chợ tỏ ra vui mừng đến thế. Đơn giản là vì trước đó họ đã phải chịu bao uất ức khi tại khu vực chợ đầu mối này có không ít tiểu thương, những người hành nghề khác nhau sống vào chợ bị các nhóm đối tượng đe dọa, cưỡng đoạt tài sản một cách ngang ngược khiến họ vô cùng bức xúc. Đại tá Lê Văn Bích, trưởng công an quận 8 cho biết, quá trình đấu tranh triệt phá hai băng nhóm tội phạm này, cơ quan công an đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đều là những đối tượng giang hồ cộm cán có nhiều tiền án và kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố, sự đoàn kết bản lĩnh sáng tạo, phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong ban chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là lực lượng trinh sát của Công an quận 8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, cơ quan công an đã triệt phá thành công hai băng nhóm tội phạm này. Việc triệt phá thành công các băng nhóm tội phạm này không chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những tiểu thương tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền và người dân địa phương, mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời từng bước đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động phức tạp theo kiểu băng nhóm xã hội đen trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Trên đây là tiểu sử Ba Tuấn, đại ca khét tiếng Triệu Bình Điền, một thành viên trong gia tộc Châu Phát Lai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBiz. Xin chào và hẹn gặp lại!